Huấn luyện viên Klopp dính chấn thương vì ăn mừng khiêu khích trọng tài thứ tư. Jurgen Klopp gặp tình huống khó đỡ, dính chấn thương trong lúc có màn chạy nước rút ăn mừng khiêu khích trước trọng tài thứ tư trong chiến thắng cảm xúc Liverpool 4-3 Tottenham. Liverpool 4-3 Tottenham, vòng 34 ngoại hạng Anh sẽ trở thành một trong những trận cầu thủ thú vị và kịch tính nhất giải đấu mùa này. Đoàn quân của Klopp tưởng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước gà trống London khi dẫn chóng vánh 3 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu trận nhờ công của Curtis Jones, Luis Diaz và Salah. Tuy nhiên, Tottenham đã từng bước vực dậy và đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Richarlison đã cởi phăng áo ăn mừng trong khoảnh khắc gỡ hòa 3-3 cho đội khách. Sau khi Harry Kane, 40, và Son Heung-min, 77, đều đã lên tiếng, nhưng niềm vui của Richarlison và Tottenham ngay sau đó biến thành nụ cười chua chát. Bởi sai lầm của Lucas Moura đã tạo điều kiện cho Diogo Jota trở thành người hùng của Liverpool, ấn định kết quả chung cuộc 4-3. Trong niềm vui sướng điên cuồng, thuyền trưởng Jurgen Klopp trong lúc phi như bay về phía trọng tài thứ tư để ăn mừng một cách khiêu khích, đã gặp sự cố không mong muốn, dính chấn thương. Klopp sau đó được trông thấy bước tập tễnh quay về do bị căng gân kheo. Ông cũng được trọng tài chính tặng cho một thẻ vàng vì màn ăn mừng của mình. Hình ảnh của Klopp khiến fan không thể phì người. Có những phản ứng vui nhộn. Jurgen Klopp bị căng gân kheo và lãnh chiếc thẻ vàng vì màn ăn mừng có lẽ là một trong những điều buồn cười nhất mà tôi từng thấy trong bóng đá. Một người lên tiếng. Thêm phản ứng khác, đó thực sự là hai trong số những phút hài hước nhất của bóng đá mà tôi từng xem. Klopp bị chấn thương gân kheo vượt trên tất cả. Và người thứ ba, Klopp bị căng cơ vì màn ăn mừng, quá hay. Họ đang lý nên dùng nó để câu giờ. Dừng trận đấu để kêu đội ngũ y tế đến chăm sóc cho ông ấy. Klopp sau đó thừa nhận ông có lẽ phải chịu đau vài ngày. Nhưng không quên có những lời đã kích trọng tài điều khiển trận Liverpool 4-3 Tottenham, Paul Tierney, người đã tặng ông một thẻ vàng vì màn ăn mừng.